ghép cả ra ngoài đường à? Cả của ngoài đường lẫn đường trước trong văn phòng. Và ngồi ghép phim ghép phụ. Đêm qua anh ngồi làm. Làm xin em làm mà em làm phim chạy. Tí rồi. Đêm qua sao em chạy chả ra mét gì? Đêm qua cứ bảo cứ anh xem mấy clip anh đâu thấy nó không phù hợp lắm nên anh ngồi anh sửa. Sao anh ghép phim mà? À vẫn chạy thêm à? Chạy phim như? Em không chạy phim. Không chạy phim nhá. Mày bảo người ta nhìn vào bảo có một cái video không? Không có một cái tách kiểu như kẻ lồng tiếng không có. Người ta nhìn người ta chạy video là cứ phải ghép phim mà. Nhiều lúc người ta nghe người ta chú ý hình ảnh. Ít nhất một cái để người ta truyền tải chứ. À mình truyền tải cho người ta chứ. Được chị Minh Thư đây. Cái photo cho này. Em để công chứng được nhỉ? Hả? Công chứng được không? Công chứng. Công chứng thì càng tốt. Chẳng biết em ạ. Anh cũng có công chứng đấy. Bạn công chứng được à? Mua cả thì nhớ ra cũng cần. Ui, xấu chưa? Ui, tiền thôi. Ui, như doanh nhân. À, nhìn bạn tao này trông như học sinh này. Mẹ trông này còn trông một sinh viên thì bạn nhìn em cho tôi này. Như doanh nhân. Nghe này, như đường chó. Rồi, này còn nói. Thôi, đúng rồi, xem yếu đâu. Không được thì con đâu. Đi theo cái photo nhá. Ôi, từ photo vậy. Đi à, để xe ôm vào photo. Thôi đi anh ơi, anh ơi. Xem nào. Em đánh đầu của em luôn. Đánh tất. Đánh tất rồi đấy. Như vậy chẳng nhỉ?